chỉ cần điện thoại rung, bất kể ngày hay đêm, sẵn sàng lên xe. Đó là tinh thần của lực lượng quân y mới tiếp nhận nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động tại phường 12, quận Gò Vấp. Nơi đây đang có khoảng 30 F0 điều trị tại nhà. Lực lượng quân y đến từng nhà F0 để thăm khám và tư vấn cho người bệnh khi có nhu cầu. Dù mới triển khai việc thành lập các trạm y tế lưu động nhằm quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe và điều trị F0 tại nhà, nhưng mô hình này đã mang lại những hiệu quả tích cực. Sau khi nhận được tin báo có bệnh nhân cần cấp cứu, các thành viên trạm y tế lưu động lập tức lên kế hoạch và phân công công việc. Với tác phong quân đội, các chiến sĩ quân y nhanh chóng chuẩn bị các vật dụng cần thiết, mặc đồ bảo hộ và lên xe. Mỗi đội sẽ có một bác sĩ quân y, hai học viên quân y được trang bị đồ bảo hộ và thiết bị y tế cần thiết như tai nghe nhịp tim, máy đo nồng độ oxy, thân nhiệt, thuốc điều trị. Cả đội không ngại khổ, sẵn sàng tiến vào từng con hẻm nhỏ nơi có các bệnh nhân đang cần hỗ trợ kiểm tra sức khỏe. Trong trường hợp bệnh nhân có chuyển biến nặng, đội sẽ nhanh chóng đưa lên tuyến trên. Nếu có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng thì sẽ cấp phát thuốc miễn phí và thăm khám. Các chiến sĩ quân y chăm sóc bệnh nhân rất ân cần, chu đáo. Ngoài ra, lực lượng quân y còn phối hợp với y tế địa phương tham gia tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả đội sẽ quay trở lại nơi lưu trú, thay đồ bảo hộ và sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 27 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập trên 400 trạm y tế lưu động. Mô hình này đã giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn vì dịch vụ y tế không bị đứt gãy trong khi thực hiện giãn cách xã hội.